Ở phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa hồng mini và lá nha. Đầu tiên ở đây mình sử dụng len màu đỏ và kim móc 2.5mm. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Móc lên một dây xích gồm 33 mũi bính. Sau khi móc xong 33 mũi bính, chúng ta bắt đầu móc tiếp nha. Các bạn để ý nha, mình sẽ bỏ qua 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Móc vào chân mũi thứ 5 này một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một mũi bính. Bỏ qua một chân mũi và móc vào chân mũi tiếp theo này một mũi kép đơn. Lại móc lên một mũi bính. Bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi kế tiếp một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nhé. Sau khi móc đến cuối hàng, chúng ta bắt đầu móc tiếp nha. Các bạn sẽ quay ngược lại. Đó. Và chúng ta sẽ móc vào cái khoảng trống đầu tiên này. Móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn chung chân nha. Một. Hai. Ba. Năm. Sáu. Tiếp theo, đến khoảng trống thứ hai này sẽ móc vào đây một mũi đơn nha. Khoảng trống kế tiếp lại móc 6 mũi kép đơn chung chân. Móc xong 6 mũi kép đơn chung chân, đến khoảng trống tiếp theo này lại móc một mũi đơn. Các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như vậy, 6 kép đơn chung chân, một đơn, kép đơn chung chân, một đơn, lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng là chúng ta cũng đã móc xong phần cánh hoa nha. Các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình, móc vào cái khoảng trống cuối cùng này một mũi trượt để kết hàng nha. Móc lên một mũi bính và cắt len. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu xanh để làm phần đài hoa. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào trong vòng tròn này 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Kéo khít vòng tròn lại. Ở đây mình sẽ móc kết hàng nha. Móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Móc lên một bính. Tại cái chân mũi vừa lên bính này, móc 2 mũi đơn chung chân, hay còn gọi là mũi V. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi V. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi V lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai cũng móc một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết hàng. Bắt đầu móc lên hàng thứ ba, móc lên 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi trượt. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Chân mũi thứ tư móc một mũi nửa kép.
Chân mũi thứ 5 móc một mũi kép đơn. Sẽ bỏ qua một chân mũi. Đây. Bỏ qua cái vị trí chân mũi này và móc vào vị trí chân mũi tiếp theo này một mũi trượt. Xong một cánh nha. Cánh tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự, móc lên 5 mũi bính. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ 2 một mũi trượt. Chân mũi thứ 3 móc một mũi đơn. Chân mũi thứ 4 móc một mũi nửa kép. Chân mũi thứ 5 này móc một mũi kép đơn. Cũng bỏ qua một chân mũi và móc vào chân mũi kế tiếp một mũi trượt. Các bạn sẽ lặp đi lặp lại như vậy cho mình 3 cánh nữa nha. Tổng sẽ là 5 cánh. Móc xong đến cánh cuối cùng này, các bạn cũng bỏ qua một chân mũi và trượt vào chân mũi này cho mình một mũi trượt. Là xong nha. Đó, móc lên một mũi bính để kết hàng. Cắt len. Các bạn sẽ giấu cái đoạn len thừa này đi nha. Tiếp theo vẫn sử dụng màu xanh đó, mình sẽ làm phần lá nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Móc lên một dây xích gồm 11 mũi bính. Sau khi móc xong 11 mũi bính, ở đây mình sử dụng một sợi kẽm nha. Kẽm này dài khoảng 25 cm. Và chúng ta sẽ nẹp vào đây để chúng ta móc luôn nha. Vừa móc vừa nẹp kẽm vào. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ 2 một mũi đơn. Chân mũi kế tiếp, móc một mũi nửa kép. Năm chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi kép đơn. Chân mũi kế tiếp, móc một mũi nửa kép. Chân mũi tiếp theo, móc một mũi đơn. Đến cái chân mũi cuối cùng này, chúng ta sẽ móc theo cụm nha. Móc ở đây một mũi đơn này. Lên một bính. Móc luôn vào chân mũi đấy, một mũi đơn nữa. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ móc đối xứng lại. Nhớ vừa móc vừa nẹp cái sợi len này vào nha, để giấu đi. Chân mũi tiếp theo này móc một mũi đơn. Chân mũi kế tiếp móc một mũi nửa kép. Năm chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi kép đơn. Chân mũi kế tiếp móc một mũi nửa kép. Và chân mũi cuối cùng này sẽ móc một mũi đơn. Các bạn sẽ điều chỉnh cái sợi kẽm này cho nó bằng nhau nha. Và sau đó chúng ta sẽ móc vào cái chân mũi đầu tiên này. Các bạn sẽ móc vào cái chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng nha. Sau đó chốt mũi cắt len. Vậy là chúng ta đã xong chiếc lá nha. Tiếp theo mình cũng sử dụng đoạn kẽm dài 25 cm để làm phần cành hoa nha. Các bạn sẽ ngửa mặt phải lên trước,
Và chúng ta sẽ cuộn từ bên trái qua bên phải nha. Các bạn sẽ cuộn tròn vào như thế này. Đó. Đưa sợi kẽm này vào cái vị trí phần thân của cái mũi kép đơn này nha. Các bạn sẽ đưa sợi kẽm qua và chúng ta sẽ gập đôi lại. Dùng keo để gắn vào vị trí này. Các bạn sẽ cuộn tròn lại nha. Các bạn nhớ là cái phần dưới này nó sẽ bằng nhau. Và cuộn tròn vào thì bông hoa sẽ đẹp nha. Đó, các bạn cứ gắn keo và chúng ta cuộn tròn lại như vậy. Đến cái đoạn cuối này, chúng ta sẽ gắn keo lên trên này nha. Để nẹp vào cho đẹp. Đó, nó sẽ khít lại bông hoa. Tiếp tục chúng ta sẽ gắn cái phần đài hoa này vào nha. Các bạn sẽ cuộn cái sợi kẽm này vào. Đưa mặt trái của phần đài hoa này qua nha. Các bạn sẽ xỏ mặt trái qua. Và dùng keo gắn cái phần đài hoa này vào nha. Vậy là chúng ta vừa làm xong bông hồng nha. Bông hồng mini rất là xinh luôn. Sau khi làm xong hoa hồng và lá, ở đây mình làm 5 cành hoa hồng và 2 chiếc lá. Sau đó các bạn sẽ cắm vào giỏ hoa nha. Là chúng ta đã được một giỏ hoa rất là xinh xắn rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.